Tôi đã phải ngủ ở trên sàn của văn phòng mình. Đó là giai đoạn khó khăn chỉ 3 năm trước, trong tòa nhà Penobscot ở Detroit, Michigan, nơi mà tôi đang điều hành kinh doanh của mình. Và tôi đã rơi vào những quãng thời gian tồi tệ. Những khó khăn thậm chí đến từ ngay trong sảnh của tòa nhà, khi nhân viên an ninh gọi và nói, tôi có thể gặp ngài một chút được không? Và tôi nói rằng, đương nhiên rồi. Và tôi bước về phía quầy phục vụ. Anh ta đưa cho tôi một phong bì. Rồi anh ấy nói, ngài sẽ không phiền đọc ở ngay tại đây chứ? Và tôi mở tấm phong bì đó ra. Phong bì được gửi đến từ người quản lý. Và ông ấy nói, đây là tòa nhà văn phòng. Đây không phải là khách sạn. Làm ơn, đừng ngủ trong văn phòng của bạn. Và tôi đã nói, xin lỗi ngài, chỉ là tôi đã làm việc quá nhiều giờ để khởi tạo kinh doanh của mình. Tôi là một người khởi nghiệp, và ngay lúc này đây mọi thứ đều đang rất khó khăn với tôi, nhưng chắc chắn nó sẽ không như thế này mãi đâu. Tôi sẽ không biến nơi đây thành căn nhà của mình. Những khó khăn thậm chí đến ngay từ sảnh của tòa nhà. Và đôi lúc họ sẽ cười vào bạn, vào tất cả những người nói thành công sẽ tới. Hãy nhìn anh ta kìa, anh ta đang tắm ở trong nhà vệ sinh, ở tận trên tầng 21 ấy. Anh ta ngủ ở trên sàn. Anh ta và hai kẻ mơ mộng ở trên đó. Hãy nhìn hắn kìa. Rất khó khăn các bạn ạ. Khi các bạn đến và nói với mọi người, ngay trong chính lúc các bạn đang rất khó khăn về tài chính, các bạn có ước mơ nhưng các bạn cũng có những hóa đơn cần phải thanh toán. Và các bạn nói với mọi người rằng bạn phải nuôi dưỡng những ước mơ của bạn. Vô cùng khó khăn khi phải tự mình giữ chặt lấy niềm tin mỗi ngày rằng tôi có thể làm được. Đã có những lúc tôi cũng tự hoài nghi vào chính mình. Tôi đã hỏi, Chúa ơi, tại sao những điều này lại xảy ra với tôi? Tôi chỉ đang cố gắng chăm sóc những đứa trẻ, chăm sóc mẹ của mình. Tôi không ăn cắp ăn trộm của bất kỳ ai cả hả? Tại sao những điều này lại phải xảy ra với tôi? Rồi nó còn thê thảm hơn nữa khi tôi mất công việc. Tôi không thể tìm kiếm được một công việc. Cảm giác thật là tủi nhục và hổ thẹn. Khi phải mượn tiền ai đó và sau đó không thể trả lại cho họ, cho dù mình đã nói mình sẽ trả. Nó thực sự là thê thảm. Cái cách mà người ta nhìn bạn, cái cách mà người ta đối xử với bạn, thật sự là khó khăn. Tôi phát hiện ra rằng có những điều xảy ra trong cuộc đời của bạn và bắt buộc bạn phải đi qua, trong khi bạn thắc mắc với câu hỏi là không hiểu tại sao nó lại xảy ra với cuộc đời của mình. Nhưng khi bạn đã đi qua nó rồi, bạn quay lại, bạn nhìn vào nó, bạn sẽ nói, ồ, bây giờ tôi hiểu tại sao tôi cần bài học đó. Và sau đó tôi thấy rằng đó là một sự chuẩn bị cho tôi để có thể đạt được những gì lớn hơn và tốt đẹp hơn. Hầu hết mọi người đều mong muốn mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng hãy nhớ rằng những gì dễ dàng đến thì dễ dàng đi. Hãy học những điều mà bạn không muốn làm nhưng bạn biết rằng nó cần thiết để bạn đạt đến những mục tiêu mà bạn muốn hướng tới. Đó là vòng lặp mà bạn luôn luôn phải đi lại nhiều lần. Và tôi đang nói với bạn, bất kỳ những gì bạn cần phải làm, hãy làm nó. Bởi vì nếu không, cuộc đời này sẽ nhấn chìm bạn cho đến khi bạn phải đầu hàng. Vậy anh đã làm gì trong những lúc khó khăn như vậy? Les, bạn phải có đức tin. Bạn phải tin tưởng vào bản thân mình. Bạn phải tin tưởng vào năng lực của mình. Bạn phải tin tưởng vào dịch vụ của bạn, của công ty bạn, những ý tưởng của bạn. Không một chút nghi ngờ. Bạn cần phải có đức tin. Và đức tin sẽ mang đến cho bạn sự kiên trì. Những thành quả sẽ không đến nhanh chóng như bạn mong muốn đâu. Có rất nhiều thứ sẽ diễn ra và khiến cho bạn mất cảnh giác. Và do đó bạn cần phải sẵn sàng đón nhận và xử lý khi nó tới. Và không chỉ như vậy, đức tin đó, sự kiên trì đó sẽ định hướng bạn vào những hành động. Bạn phải tiếp tục tiến lên. Bạn phải tiếp tục tiến về phía trước. Tôi tiếp tục lao về phía ước mơ của mình. Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có talk show riêng của mình. Đó là một chặng đường dài các bạn ạ. Từ thành phố Liberty, trên sàn của một căn phòng bị bỏ hoang. Không biết cha mẹ mình là ai. Một chặng đường rất dài để có mặt với các bạn ở đây, ngay dưới mái vòm Atlanta này. Đó là một chặng đường dài. Bạn phải làm việc với những người chiến thắng. Nếu bạn làm việc với những kẻ thua cuộc, bạn cũng sẽ kết thúc là một kẻ thua cuộc. Bạn cần phải loại bỏ những kẻ thua cuộc ra khỏi cuộc đời của bạn nếu bạn muốn gìn giữ được ước mơ của mình. Hãy tự đặt câu hỏi này cho mình. Những con người trong cuộc đời của tôi hiện nay, họ có đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của bản thân tôi? Họ có giúp tôi trở thành một con người tốt hơn không? Hay họ chỉ làm cho tôi thêm những căng thẳng về thể chất, về cảm xúc và về tinh thần? Những điều đó có giúp cho tôi trở thành con người tốt nhất của mình không? Phải nhìn nhận rằng bạn chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng các bạn đang để cạn kiệt năng lượng cuộc đời của mình bởi những kẻ không mong muốn điều gì cả, không sẵn sàng nỗ lực, không dám tự thách thức mình, những người không chịu phát triển, chỉ còn không dám ước mơ. Điều quan trọng là các bạn cần điều chỉnh với những con người, đồng thời thu hút những con người đó vào kinh doanh của bạn. Những người đang khao khát, những người không thể nào bị chặn đứng, những người không kể lể lý do,
Những người từ chối để cuộc sống diễn ra như thế nào cũng được. Những người mong muốn có được nhiều hơn. Các bạn ơi, sử dụng nó hoặc là bạn sẽ mất nó. Tôi phải đi và diễn thuyết ở rất nhiều nơi trên đất nước. Có khi những chuyến đi kéo dài đến 2 tháng. Và khi tôi quay trở về sân bay, tôi ra khu đỗ xe, tra chìa khóa xe vào ổ khóa, bật khóa. Ai đó có thể nói với tôi điều gì sẽ xảy ra hay không? Các bạn có thể giải thích cho tôi tại sao cái xe nó lại không khởi động được không? Đúng rồi, ắc quy đã chết rồi. Tại sao nó lại chết? Nó đã không được sử dụng. Tôi đã không sử dụng nó. Hãy nhắc lại cùng với tôi nhé. Nếu bạn không sử dụng nó, bạn sẽ mất nó. Nếu như các bạn có khả năng để chơi một nhạc cụ nào đó, những người vĩ đại nhất trên thế giới sẽ nói rằng, nếu bạn lỡ một tuần luyện tập, bạn biết. Nếu bạn lỡ 2 tuần luyện tập, những kẻ chỉ trích biết. 3 tuần luyện tập, khán giả của bạn sẽ biết. Nếu bạn có tài năng về vẽ, và nếu bạn không sử dụng tài năng ấy, thì cuối cùng, bạn cũng sẽ mất nó.